Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và khai mạc khóa an cư tập trung tại tỉnh này. Hòa vào không khí tu học mùa an cư của cả nước, Chư Tăng Ni Tây Nguyên nắng gió Đắk Lắc miên mật khép mình trong khuôn khổ giới luật để tịnh tu. Mỗi người sinh ra đều có bản sắc riêng và cần được tôn trọng, nhưng có nhiều người lại đang bị phân biệt đối xử chỉ vì không giống những người khác. Câu chuyện cảm động và bài học tôn trọng sự khác biệt sẽ có trong chuyên mục Tiêu điểm. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 tại chùa Huệ Chiếu, thành phố Kon Tum để đánh giá lại các hoạt động vừa qua và thảo luận chương trình Phật sự thời gian còn lại của năm 2020. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cũng khai khóa an cư tập trung cho Chư Tăng Ni toàn tỉnh. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Vạn Nhân, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã báo cáo tổng kết những hoạt động Phật sự của tỉnh trong nửa đầu năm 2020. Theo đó, nêu cao tinh thần từ bi của Đạo Phật, nhiều tự viện Phật giáo trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện mùa dịch COVID-19, vận động hàng nghìn xuất quà, tổ chức gian hàng không đồng phục vụ cho bà con khó khăn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Phật giáo toàn tỉnh cũng chấp hành đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, tổ chức đại lễ Phật đản lặng lẽ mà thành kính trang nghiêm. Mùa an cư năm nay, Phật giáo tỉnh Kon Tum ba trường hạ tại chùa Huệ Chiếu, chùa Pháp Hoa, Tịnh Xá Ngọc Họa với 68 hành giả. Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã gửi lời tri ân Chư Tăng Ni, quý Phật tử đã góp sức cho công tác hoằng pháp, thể hiện sự tu tập chung tay phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Dịp này, Hội nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tiến hành khai khóa an cư tập trung toàn tỉnh và cung thỉnh Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội tập huấn hiến chương Giáo hội, nội quy Ban tăng sự Trung ương đến chư hành giả. Trong khi đó, tại Quảng Trị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh này cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Qua đó khẳng định, Giáo hội đang thể hiện sự quan tâm đến công tác giáo dục tăng ni trẻ. Theo Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, 6 tháng đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giáo hội đã tổ chức đại lễ Phật đản trên tinh thần giãn cách xã hội, khai khóa an cư, vận động tài vật giúp đồng bào vượt qua đại dịch lên tới 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã khai giảng lớp sơ cấp Phật học dành cho tăng ni trẻ trên địa bàn. Trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thẳng thắn góp ý xây dựng và phát triển, hội nghị cũng đã thông qua chương trình phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020. Chiều ngày 13 tháng 7 vừa qua, nhằm ngày 23 tháng 5 năm Canh Tý, khóa tu mùa hè với chủ đề Con về bên Phật lần thứ tư năm 2020 do chùa An Hồng, tức Đại Bi Linh Ứng Tự, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của gần 600 bạn trẻ khóa sinh đến từ một số tỉnh thành lân cận và thành phố Hải Phòng. Trước Chư Tôn Đức Chứng Minh, gần 600 khóa sinh đã thành kính phát nguyện sẽ cố gắng siêng năng tu học, thực tập cách sống lục hòa và chấp hành đúng nội quy mà ban tổ chức đã đề ra. Hòa thượng Tích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã giải thích cho các tu sinh hiểu về chủ đề của khóa tu Con về bên Phật. Về bên Phật chính là quay trở về để đương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng, trở về với Phật tính vốn có của mỗi người, phụng sự Tam Bảo để lời dạy Đức Phật được trường tồn với thời gian. Theo ban tổ chức, dự khóa tu này, các bạn trẻ được dịp tiếp xúc, học tập từ các vị giảng sư uyên thâm Phật Pháp, có cơ hội thực tập sống chánh niệm và thành thơ để tìm lại bình yên giữa nhịp sống hàng ngày, càng tất bật và lo toan với nhiều tác động từ bên ngoài. Được biết, khóa tu sẽ diễn ra trong suốt 8 ngày và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 năm 2020.
Thưa quý vị, những ngày này tại thành phố Quy Nhơn, bên cạnh không khí an cư thanh thoát đang diễn ra, chư tăng ni Phật tử Bình Định còn hiệp lực đồng tâm chuẩn bị cho đại giới đàn Chí Hải Bích Liên sẽ được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại tổ đình Long Khánh và chùa Tâm Ấn, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của Ban Kiến Đàn, chư Tăng Ni Phật tử Tôn Trí tuyển Phật trường Tổ đình Long Khánh dành cho giới tử Tăng và chùa Tâm Ấn dành cho giới Đàn Ni. Song song đó là công tác xét duyệt hồ sơ giới tử, họp các tiểu ban phụ giúp để đại giới đàn được diễn ra thành tựu viên mãn. Hòa thượng Chí Hải Bích Liên là vị cao tăng của Phật giáo Bình Định trong quá khứ, thể hiện sự quan tâm đến phẩm hạnh của người xuất gia. Thọ giới nơi giới trường mang tôn danh ngài, các giới tử chắc chắn sẽ có cơ hội phát huy những lời dạy quý báu và tinh tiến trên bước đường tu học, phụng sự đạo pháp. Theo truyền thống tu học của người xuất gia, mỗi năm cứ đến mùa mưa, chư tăng ni đều tạm dừng các công tác Phật sự tập trung về một chú xứ để cùng nhau tu học, giữ gìn quy củ tòng lâm, tăng trưởng năng lượng tích cực. Hòa vào không khí tu học mùa an cư của cả nước, nơi mảnh đất Tây Nguyên nắng gió Đắk Lắk, chư tăng ni toàn tỉnh cũng đang miên mật khép mình trong khuôn khổ giới luật để tịnh tu như Phật đã chế định. Theo chỉ đạo của Ban trị sự, sự sắp xếp và tổ chức của Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, năm nay tỉnh tổ chức 3 trường hạ cho tăng ni an cư tịnh tu. Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là trường hạ chư tăng Bắc Tông với 184 vị an cư. Chùa Dược Sư là trường hạ cho ni giới Bắc Tông gồm 15 hành giả, còn chư tăng ni hệ phái Khất Sĩ an cư tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Quang với tổng số 64 hành giả. Tại trường hạ Sắc Tứ Khải Đoan, lễ quá đường được coi là một nghi thức không thể thiếu trong mùa an cư kết hạ của hệ phái Bắc Tông. Trước khi ăn phải cúng dường, tưởng niệm và sau đó giữ chánh niệm trong lúc ăn. Dâng bát cơm cúng dường gói gọn ý nghĩa tử bi và trí tuệ là hai yếu tố quyết định quan trọng trong đời, hạnh phúc hay đau khổ cũng chính từ đây mà có. Ý nghĩa ăn cư kết hạ tức là đây cái truyền thống từ thời Đức Phật để lại, tức là 3 tháng mùa mưa, tức là quý thầy tập trung một chỗ để mà tu học, nghiên cứu học hỏi rồi sách tấn lẫn nhau. Ít đi ra đường bị dẫm đập những con trùng của mùa mưa đó bò ra đường á. Trường hợp mình thì chỉ tính tổ chức cái lớp sơ cấp cho những tăng ni mới tập sự, tức là dự kiến là từ 16 tháng 6 cho đến 26 tháng 6 âm, tức là 10 ngày, tức là dự kiến tập trung, mà khác với năm ngoái, năm trước thì ít tổ chức những cái như vậy. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khuyến khích chư tăng ni an cư đi kèm phòng dịch. Một ngày an cư bắt đầu từ sáng sớm đến tối với các thời khóa tụng niệm, lễ lạy, sám hối, quá đường, thiền, vân vân. Thế nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra quy củ, nghiêm túc. Những câu kinh, tiếng kệ vang vọng giữa phố núi. So với mọi năm thì mùa an cư năm nay có những điều nó khác, là do trong tình hình vừa qua thì do dịch Covid cho nên là trường hạ Dược Sư không tổ chức là tập trung về tất cả các chư ni trong tỉnh về một chỗ, mà các cô ở tại trú xứ của mình và đến những kỳ Bồ Tát thì các cô lại trở về đây. An cư quả thực là khoảng thời gian quan trọng để thúc liễn thân tâm, tiến tu đạo lực, xứng đáng là bậc mô phạm cho tứ chúng, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả nối gót Đức Phật trên con đường giáo hóa tha nhân. Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức Phật sự đáng chú ý diễn ra tại Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Mới đây, đoàn từ thiện Tịnh Xá Trung Tâm và Tịnh Xá Ngọc Phú thành phố Hồ Chí Minh đã đến xã Đắk Cờ Măng, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông trao tặng 500 phần quà tình nghĩa. Theo đó, đoàn đã phát quà tại hai điểm thuộc xã Đắk Cờ Măng, gồm 200 phần tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, 300 phần phát tại hội trường thôn 6 của xã. Tổng giá trị chuyến từ thiện này là hơn 265 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, chùa Minh Giác, quận Thủ Đức đã hướng dẫn quý Phật tử cúng dường các trường hạ trong và ngoài quận Thủ Đức. Dịp này, đoàn trao 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại tỉnh Đồng Nai để tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên và tạo niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngoại ngữ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay với mọi lứa tuổi. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, chùa Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã mở lớp học tiếng Anh, tiếng Trung miễn phí dành cho các tăng ni Phật tử. Ngay trong ngày đầu khóa học, có 40 học viên háo hức đến với lớp.
Khóa học có sự hướng dẫn giảng dạy của thầy Phạm Văn Sơn, tiến sĩ Đại học Cát Lâm, Trung Quốc. Các học viên sẽ học buổi sáng và chiều thứ Bảy hàng tuần. Dự kiến khóa học sẽ diễn ra trong 1 năm 6 tháng. Chùa Đình Quán mở nhiều những lớp miễn phí như thế này. Trước đây thì đã có lớp tiếng Trung và họ đã trọn vẹn một khóa để ra trường rồi. Cái mục đích mà nhà chùa tổ chức miễn phí cho các mọi người đến học tiếng như vậy ấy, đó là cho mọi người tiếp cận với nhà chùa, tiếp cận với đạo Phật và cũng như là phát khởi được cái tâm niệm lành của mỗi con người chúng ta đang có sẵn. Ở chùa Đình Quán rất là đặc biệt tại vì có mở thêm những cái lớp học về ngôn ngữ mà em cũng đang rất là cần tiếng Anh và thích tiếng Anh ấy. Và môi trường ở chùa nó rất năng lượng và tích cực ấy. Và em rất là thích khi mà chùa tổ chức những cái khóa như vậy, rất là ý nghĩa với sinh viên bọn em cần một cái sự kiến thức để sau này mình ra trường để mình có những cái cơ hội việc làm tốt hơn ạ. Bên cạnh việc dạy ngoại ngữ, lớp học còn tạo cơ hội cho học viên được tiếp xúc với môi trường thanh tịnh của chốn thiền môn, xây dựng duyên lành với đạo Phật. Việc lồng ghép dạy và học với các nơi không gian trong lành vừa giúp cho các học viên thu được thành quả tốt, vừa làm cho tâm trí họ được an bình, tĩnh lặng. Chính vì vậy mà lớp học không chỉ thu hút học viên mà còn có cả các giáo viên. Nhà chùa rất là vui là có nhiều những cô giáo và những thầy giáo có những thiện nguyện rất lớn. Ví dụ như thầy Sơn đây là dạy tiếng Trung hay dạy tiếng Anh. Còn lại thì cũng đã có những người, các cô giáo đến xin dạy toán hay dạy hóa, bổ sung cho các cháu trong những kỳ mà các cháu được nghỉ hoặc là học thêm trong buổi tối. Còn ở chùa Đình Quán thì là đã có những lớp tiếng Anh, tiếng Trung. Và như lớp tiếng Trung này là vừa mới chấm dứt một lớp trong vòng 1.5 năm cho phải đến 30 bạn duy trì được liên tục. Tất cả các cái bạn trẻ đến được đến cửa chùa không chỉ là để tôn kính Tam Bảo, lạy Phật rồi là niệm Phật và có những cái hoạt động về tu học, mà các bạn cũng nên được đến cửa chùa để có những cái kiến thức rất là giá trị và hữu ích trong cuộc sống. Giữa Hà Nội ồn ào và tấp nập, những lớp học ngoại ngữ miễn phí như tại chùa Đình Quán là một điểm sáng, bởi ở nơi đây không chỉ đem lại cho người học kiến thức mà còn là những kinh nghiệm sống bổ ích để mọi người tu dưỡng bản thân, sống tốt đời đẹp đạo. Nội dung tiếp theo của bản tin An Viên 24 giờ, triển lãm ánh sáng tái hiện văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Thay áo mới cho những khu tập thể cũ bằng các tác phẩm bích họa sống động đầy màu sắc. Thưa quý vị, mỗi người sinh ra đều mang một hình hài, một dáng vẻ riêng. Chính những sự khác biệt ấy đã tạo nên bản sắc riêng, góp phần khiến thế giới thêm sinh động và đẹp đẽ. Thế nhưng, không ít người lại đang bị chế giễu, thậm chí là bị phán xét chỉ vì có vẻ ngoài không giống với những người khác. Họ trở thành nạn nhân của sự miệt thị ngoại hình hay còn gọi là body shaming. Ở đó, ngôn ngữ được dùng để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác. Những câu nói như béo như heo, gầy như nghiện, tưởng chừng vô hại nhưng lại gây khó chịu và thậm chí là xúc phạm và đều là hành vi miệt thị ngoại hình. Đáng nói là bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, ngay cả những người nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng. Ở Việt Nam, có rất nhiều ngôi sao từng bị chỉ trích nặng nề về ngoại hình không mong muốn. Năm 2017, cộng đồng mạng đã sôi sục vì hình ảnh một siêu mẫu trong đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2017, Cao Ngân. Cô bị mỉa mai, chế giễu là bộ hài cốt di động khi để lộ thân hình gầy gò, da bọc xương. Những từ ngữ nặng nề được lan truyền suốt vài tuần và thực sự đã khiến Cao Ngân gục ngã. Dù có cái nhìn thoáng hơn, ở những nước phương Tây, body shaming cũng trở thành vấn nạn. Khi Adele vừa sinh con đầu lòng, trên Twitter, những kẻ không thích Adele đã viết những dòng cay độc để nói về chuyện sinh nở của cô. Có phải đứa trẻ đó bị béo phì và dị tật không nhỉ? Những lời lẽ như vậy đã gây nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của nữ ca sĩ. Tại Hàn Quốc, chế giễu ngoại hình không còn xa lạ. Eunji của nhóm GFriend từng bị dẫn đầu bảng xếp hạng thần tượng nữ xấu nhất, khiến cô chịu tổn thương nặng nề và sinh ra tâm lý mặc cảm. Việc xem trọng hình thức bên ngoài quá mức đã khiến cho 20% dân số Hàn Quốc chi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Đỉnh điểm là câu chuyện đau lòng về cô bé Jessica Laney đáng yêu, trở thành nạn nhân bị bắt nạt trên Internet. Không chỉ bị gọi là mập ú,
lẳng lơ, Jessica còn nhận những câu nói khủng khiếp hơn như cô có thể chết đi được không? Kết cục là Jessica đã tự kết liễu đời mình ở cái tuổi 16, độ tuổi vô cùng đẹp đẽ với bao ước mơ hoài bão dang dở. Bắt đầu nổi tiếng với vị trí á quân của cuộc thi bước nhảy ngàn cân và được biết đến với vai cô em chồng xấu tính trong bộ phim nổi tiếng Về nhà đi con, Ngô Thị Thủy Tiên hiện là một trong những gương mặt ăn khách trên truyền hình. Ít ai biết, để có được hình ảnh tự tin, nụ cười luôn thường trực trên môi như hiện tại, thì cô đã phải vượt qua những chuỗi ngày dài buồn khổ vì là nạn nhân của miệt thị cơ thể với thân hình mũm mĩm. Chào Thủy Tiên, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình. Trong clip vừa rồi thì có thể thấy là rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của body shaming hay là miệt thị cơ thể vì sự khác biệt. Vậy thì theo Thủy Tiên, khác biệt có phải là xấu? Thật ra là có rất nhiều người ví dụ như là béo, cao, lùn, thấp, nói chung là kiểu như là ngoại hình khác biệt hẳn so với cả những người bình thường. Thì mình thấy là hãy nhìn vào những cái điều họ làm, chứ không nên nhìn vào cái ngoại hình mà đi phán xét họ. Bạn đã bao giờ phải đối mặt với sự ứng xử thiếu văn minh từ mọi người về cái sự khác biệt của mình hay chưa? Khi mà bắt đầu lên cấp 3 là bắt đầu tự dưng có một cái phân biệt, còn thậm chí là còn thúc đẩy. Cứ nghĩ là nhắc đến cái chuyện này sẽ không khóc nữa, nhưng mà đôi khi cũng thì đúng như là lúc chưa quen ấy thì mọi người á, những cái đứa học như cái bạn không học cùng trêu nhiều, nhưng sau đấy thì cũng kiểu trai lịch dần ấy, quen dần thì cũng không thấy có vấn đề gì cả. Bắt đầu kiểu đi làm ấy thì mình cũng tức là mình đã từng trải qua là mình đi cùng tất cả những bạn mà sinh ấy, thì một mình mình bị đi ra ngoài. Đến lúc đấy rất là buồn, nhưng mà cảm ơn là những cái lúc đấy ấy, còn những cái lúc đấy thì mình có mình bây giờ, người ta như thế với mình thì sau này mình phải cố gắng không để người ta làm như thế với mình nữa. Thế là chính vì những cái động lực như thế thì mình lại cố gắng đến bây giờ. Và mình nhá, đến bây giờ thì cảm giác là chai lì hơn và những cái điều đấy không quan trọng nữa. Theo tôi được biết thì nghề diễn viên là một nghề mà đòi hỏi cái ngoại hình rất là cao. Vậy thì bạn có bao giờ cảm thấy tự ti hoặc là cảm thấy mình không phù hợp với cái nghề này hay không? Lúc trước thì mình cũng nghĩ là mình béo có thứ thì mình cũng tự ti. Nhưng mà sau cái lúc mà bắt đầu mình bảo là bắt đầu mình đã cố gắng mình theo nghệ thuật này rồi, mình đi theo đúng hướng rồi, mình không được phép nghĩ những cái điều tiêu cực như thế nữa, cố gắng thôi. Từ ngày tham gia nghệ thuật thì mình thấy là đi ra đường thì mọi người kiểu biết đến mình hơn ấy, ta không nhìn vào ngoại hình của mình nhiều nữa. Đấy, mình thấy là vui hơn. Nhiều lúc mình cảm ơn là mình có ngoại hình này thì nhiều khi cũng được ấn tượng hơn. Bạn có nhắn nhủ gì đến những người xung quanh và đặc biệt là những người mà có ngoại hình khác biệt so với mọi người để mọi người có thể tự tin và sống hạnh phúc? Sinh ra thì ai cũng muốn là mình đẹp, ai cũng muốn là mình hoàn hảo, nhưng mà đâu phải là kiểu như là tất cả đều hoàn hảo được đâu. Thế là ai cũng có những cái điểm yếu, và ví dụ như mình thì mình rất là béo, và có những người thì lại là gầy quá rồi cao quá lùn quá. Thì hãy tìm những cái điều tích cực để sống tốt cho bản thân, cho xã hội. Với như bản thân mình cũng rất là cần được sự tôn trọng, và mình hy vọng là ai cũng sẽ tôn trọng những người có ngoại hình khác biệt giống như mình. Vâng, cảm ơn Thủy Tiên đã nhận lời tham gia chương trình.
Vâng, thưa quý vị, theo quan điểm của Phật giáo, vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. Bất cứ sinh linh nào trên thế giới này cũng đều có quyền được sống và bình đẳng. Ngài cũng cho rằng chẳng ai trong cõi này giống nhau, tùy vào biệt nghiệp của mỗi người. Thế nên, dù có khác biệt, nhưng ai cũng đều có quyền được tôn trọng. Ngay cả bản thân mỗi người cũng cần tôn trọng sự khác biệt của chính mình. Có tôn trọng chính mình, ta mới nhận được sự tôn trọng mà ta cần từ những người xung quanh. Gabby Fred là chủ sở hữu của một blog thời trang khá nổi tiếng, có tên Gabby Fred với hơn 1 triệu người theo dõi. Không có thân hình hoàn hảo, nhưng Gabby chẳng hề tự ti vì cơ thể quá khổ của mình. Blog thời trang của cô chủ yếu chia sẻ các kinh nghiệm cho các cô nàng có vẻ ngoài mũm mĩm như mình. Tôi đã quyết định bắt đầu lập blog bởi vì tôi thực sự muốn cung cấp kiến thức, bí quyết về thời trang cho những phụ nữ có thân hình ngoại cỡ, đặc biệt là những người phụ nữ trẻ. Với gu thời trang sành điệu, phong thái tự tin, Gabby Grett đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người đang tuyệt vọng vì thân hình mũm mĩm. Gabby Grett từng cộng tác với nhiều tạp chí thời trang lớn như Glamour, Teen Vogue, InStyle và The New York Times. Cô cũng là người đóng góp nội dung cho các trang web đình đám trên thế giới. Tôi cảm thấy rất vui khi được giúp những người phụ nữ yêu bản thân mình hơn và cho họ thấy rằng không quan trọng kích cỡ của bạn như thế nào, bạn có thể xinh đẹp theo cách riêng của mình, bạn có thể hạnh phúc vì chính bản thân bạn. Thưa quý vị, tiếp nối sự thành công của đợt triển lãm năm 2013 với hơn 4.000 lượt khách tham quan, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam vừa tổ chức triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản lần thứ 2 tại số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm năm nay trưng bày 32 búp bê truyền thống trong trang phục kimono nổi tiếng của Nhật. Một số búp bê mô phỏng sự yểu điệu của các thiếu nữ Nhật Bản hay đặc tả các nhân vật phổ biến trong kịch Nô và Kabuki của đất nước mặt trời mọc. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày các loại búp bê bằng đất sét cũng như nhiều loại búp bê phổ biến khác. Với người Nhật, búp bê không chỉ đơn thuần là một vật trang trí mà là một người bạn tâm tình, đại diện cho cảm xúc của chủ nhân ngay từ thời cổ đại. Búp bê phản ánh những tập tục, tín ngưỡng của người dân Nhật Bản. Qua bàn tay tài hoa của người thợ, búp bê mang những sắc thái biểu cảm và hình thức vô cùng phong phú. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 8 tại số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng tại Hà Nội đang diễn ra một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý, đó là triển lãm mang tên Xem đêm, Càng đêm với nghệ thuật trưng bày ánh sáng thể hiện văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Đức Phương và kiến trúc sư Nguyễn Hà. Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, triển lãm Xem đêm, Càng đêm gồm 5 cụm sắp đặt với 150 tác phẩm đèn được tạo hình theo form dáng vật dụng bình dị trong đời sống nông thôn Việt Nam như giỏ tre, làn, lưỡi diều, đầm rau, đá lửa, đồ tế lễ vùng Tây Bắc như thẻ tre, chuyện, mõ cá. Không chỉ riêng phần tạo dáng đèn và tạo khối, việc sử dụng các chất liệu truyền thống như giấy gió, vải, tinh màu tràm, than, gò đồng, nhôm đúc kết hợp với nguyên liệu công nghiệp hiện đại như composite, thép cũng đem lại hiệu quả khá bất ngờ về thị giác và công năng cho các tác phẩm trong triển lãm lần này. Triển lãm được chia làm hai phần, tựa như hai chương trong một cuốn truyện dài. Mỗi chương là một loạt sắp đặt và cách tái tạo không gian mới. Đây chính là sự kết hợp thú vị giữa kiến trúc và nghệ thuật thị giác, phản chiếu sự tương đồng giữa nghệ sĩ và kiến trúc sư trong việc tái tạo không gian và tạo hình. Nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em dịp nghỉ hè 2020, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội kết hợp với 16 đơn vị xuất bản, phát hành, tổ chức chuỗi hoạt động vui cuối tuần cùng Phố Sách tại Phố Sách Hà Nội diễn ra từ ngày 18 tháng 7. Tại đây, các em nhỏ và phụ huynh sẽ được tham gia các hoạt động vui tươi như trải nghiệm ghép tranh bằng vải, trò chơi dân gian, tâng bóng nghệ thuật, giao lưu âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc truyền thống và hiện đại. Chuỗi hoạt động vui cuối tuần cùng Phố Sách sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị, những bức tường rêu mốc cũ kỹ đang dần được thay đổi bằng các bức bích họa sinh động và đẹp mắt, tạo ra một không gian sống thú vị cho người dân. Đó đang là điều mà các cư dân của nhiều khu tập thể cũ tại Hà Nội đang làm, và ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một nơi như thế. Ừ.
những ký ức của một Hà Nội xưa. Những cô gái trong tà áo dài thướt tha trong gió. Và cả một đại dương bao la xanh thẳm. Rất công phu, nghệ thuật và hoàn toàn phi lợi nhuận. Ít ai có thể nghĩ đây là những bức tranh mà người dân khu tập thể phụ nữ trung ương tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tự trang trí lên những bức tường cũ rêu phong của nơi mình đang sống. 30 bức bích họa với muôn vẻ của cuộc sống thường ngày làm thay đổi không gian đã nhàm chán của khối nhà đã hơn 40 năm tuổi, trở thành một cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, qua hoài niệm và ký ức thân thương về một Hà Nội xưa cũ, nay đã trở thành dĩ vãng. Kể cả những người già hay những người trẻ sớm tối đi làm về, đi qua những bức tranh, chỉ cần được nhìn lại những cái bức tranh ấy thì tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó có một cái gì đấy, nó phấn chấn, nó vui vẻ và nó thêm được những cái nhiều năng lượng mới. Những bức bích họa trên là sáng kiến của Tổ chức Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng. Đã gần 3 năm kể từ khi hoàn thành, 30 bức bích họa vẫn giữ được chất lượng khá tốt dù phơi nắng, phơi sương của khí hậu miền Bắc. Đây là sự cố gắng của các họa sĩ và ý thức của hàng trăm hộ dân nơi đây. Mưa xong thì chúng tôi có thể là có phụ nữ này, có hội người cao tuổi này, thì có thể là các bà đi tập thể dục xong thì các bà lấy những cái khăn, các bà thấm bớt đi. Đấy, hoặc là trẻ em thì nói rằng các cháu đừng có vẽ bậy lên trên ấy, mà đây là những cái bức tranh nó đẹp như này thì cố gắng giữ gìn để mình khoe với những nơi khác là mình có những cái đẹp như thế này, thì tự nhiên một người lan tỏa ra nhiều người và cho đến cả khu dân cư, thì là cả trẻ em và người lớn đều trong mình có một ý thức là tôi hãy bảo vệ lấy. Cuối năm vừa rồi chúng tôi cũng có tổ chức tu bổ lại một lần và dự kiến là trong từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ quay lại để tu bổ thêm một lần nữa để có các cái sản phẩm được lâu bền hơn và nó giữ được cái nét giá trị văn hóa của Phát Đài Làng. Hiện tại, Tổ chức Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng đã hoàn thành hàng chục bức bích họa tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương và khu tập thể 72 Nguyễn Chí Thanh. Và với những họa sĩ này, mục tiêu còn là những dự án khác tại thủ đô. Sau các cái dự án này thì chúng tôi sẽ triển khai các cái giai đoạn 2. Ví dụ như là ở Gia Lâm, thị xã Gia Lâm là chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn 2 trong cuối năm tới hoặc là đầu năm sau nữa. Tại vì do dịch Covid thì cái lực nó sẽ bị rời đi một chút ạ. Khu tập thể với những bức tường cũ rêu mốc này đã được khoác lên một lớp áo mới, thay đổi không gian đã nhàm chán thường ngày, nâng cao, có ý thức cải thiện không gian sống của cộng đồng. Và đó mới thật sự là ý nghĩa tuyệt vời mà những bức tranh này đã đem lại cho các cư dân nơi đây. Những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trên cả nước sẽ khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lưu tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.